chào các bạn nha. Bây giờ bầy heo lễ bày của mình nè các bạn. Mình cho nó ăn các bạn ơi. Mình mới dỗ cám cho nó. Lẻ mẹ nó ra là 1 tháng 20 ngày mình lẻ mẹ. Mình nuôi vô trong chuồng này được tháng rồi các bạn. Khoảng 2 tháng 20 ngày rồi. To được chỗ này rồi. Cỡ khoảng 35 đến 40 kg trở lại. Con nào to nhất 40 kg, còn mấy con nhỏ nhỏ cũng khoảng 35 36 kg. Cho cái đàn bên kia ăn nha các bạn. Đây cá mình ngâm sẵn hết rồi. Mình chỉ múc đổ cho nó thôi. Đây. Cái này chuồng nhỏ quá mình bỏ có 5 con rồi các bạn. Bên đây thì mình bỏ 7 con, đàn 12 con, mình tách ra làm 2 chuồng. Thì cái chuồng đó nhỏ, cái chuồng bên đây hơi rộng hơn chút. Nước cá mình đổ trực tiếp cho cái chuồng bên đây. Đó, bu lại ăn đi. Mình cho nó ăn cám pha loãng chứ mình không có cho ăn cám khô nha các bạn. Mình đổ cám vô mình ngâm. Đây còn phần cám mình bỏ trong này nè các bạn. Cám mình lấy cám Biogen nè các bạn. Cái loại cám này đây, hiệu nó đây. 20-50 các bạn. Đóng trong cái chuồng gần đây luôn, mình lấy cái mình cho nó ăn, đổ vô ăn no rồi đi ra ngoài hết rồi. Đây không được ăn nữa hay sao mà giờ mình cao dữ vậy ta, giờ mình lên dữ à. Đó, vô ăn đi đó. Coi cái chuồng mình đã ăn hết chưa, mình đổ vào hồi nãy nó ăn xong hết rồi các bạn ơi. Đây. Đổ vào nó ăn no hết rồi, ăn hết luôn rồi. Bầy đằng kia cám hết, có bầy đằng kia nó lai mấy con đen đen, cái màu da hơi vàng vàng chút, bông bông. Đây, chuồng heo nái mình gọc riêng rồi các bạn, lẻ ra rồi mình lùa nó qua bên cái chuồng sắt mình nhốt lại cho nó có lên giống mình kêu quý vô. Đây con nấy mẹ nè. Trưa ngủ hết rồi.
lên đàn nha các bạn. Đàn này cũng ăn rồi mà đàn này nhỏ hơn nha. Đó. Nó ngủ nè. Bên đây thì nó có vàng vàng đỏ nè các bạn, bông. Đàn nhỏ là 11 con. Mới lẻ luôn các bạn, để mẹ ra được 3 ngày rồi. Bên đây thì lớn hơn, lẻ trước cái đàn này. Đàn này với cái đàn mình mới đổ cám cho ăn ban đầu nãy là nó bằng nhau các bạn, nó cách nhau có 2 ngày rồi. Cách nhau 2 ngày từ mẹ sinh ra. Bây giờ cũng ăn no hết rồi nè, nó cám con máng rồi. Con màu đỏ này, bông. Đổ vô tiếp cho nó ăn một tăng nữa thôi. Đây nó ngửi cái camera lên luôn. Rồi, okay. Xúm xích lại. Đây đòi nữa. Quên đổ cho nó. Đây, hình vô. Rồi anh ảnh nằm luôn trong cái máng này. Không chịu chạy lại nữa. Thôi chào tạm biệt các bạn nha, chúc các bạn xem vui vẻ, thành công trong công việc. Các bạn thấy hay nhớ ủng hộ mình với. Cảm ơn các bạn nhiều.